xin chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị đến với kênh khám phá lịch sử hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một góc nhìn thú vị xoay quanh lịch sử đạo hồi và những ảnh hưởng của nó đến thế giới hiện đại cụ thể hơn chúng ta sẽ cùng thảo luận về vai trò của các vị caliph ottoman và liệu sự suy yếu của họ có phải là một sai lầm lịch sử hay không mỗi khi một thành phố ở châu âu gặp phải biến cố bạo lực người ta lại đặt ra câu hỏi về cách các quốc gia châu Âu ứng phó với những nhóm thiểu số Hồi giáo lớn. Ngay cả khi Hồi giáo không phải là nguyên nhân trực tiếp, cuộc thảo luận này vẫn tiếp diễn. Jonathan Lawrence, một chuyên gia hàng đầu về Hồi giáo ở châu Âu, đã đưa ra một quan điểm đáng chú ý. Ông cho rằng những biến cố hiện nay của Hồi giáo ở châu Âu là dư chấn của một sai lầm cách đây 100 năm. Đó là những chính sách thiền cận được thúc đẩy vào mùa hè năm 1916. Vào thời điểm đó, chính phủ Anh và các đồng minh đã xúi giục một cuộc nổi dậy trong thế giới Ả Rập chống lại đế chế Ottoman. Điều này dẫn đến việc Anh chiếm đóng Jerusalem và sự sụp đổ của Ottoman đối với các thánh địa hồi giáo. Người Anh ban đầu ủng hộ triều Hashemite, nhưng sau đó nhà Saud lại là người hưởng lợi khi chiếm Mecca và Medina vào năm 1924. Theo Lawrence, giáo sư tại Đại học Boston, điều này đã chấm dứt ảnh hưởng tích cực của các vị caliph ottoman đối với hồi giáo toàn cầu trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu về caliph hãy tưởng tượng một vị lãnh đạo tinh thần tối cao của một tôn giáo giống như đức giáo hoàng đối với công giáo đó chính là caliph trong hồi giáo các vị caliph ottoman không chỉ có ảnh hưởng trong lãnh thổ của họ mà còn xa hơn nữa lãnh đạo một mạng lưới toàn cầu gồm các giáo viên giáo sĩ và thẩm phán quyền lực của các vị sultan caliph này thay đổi theo thời gian. Có vị kiểm soát được các ulema, tức là các học giả tôn giáo, có vị thì không. Để dễ hình dung, các bạn hãy nghĩ đến một hội đồng các giáo sư uyên bác, am hiểu sâu sắc về kinh sách và luật lệ tôn giáo, đó chính là ulema. Vai trò tinh thần toàn cầu của caliph đặc biệt quan trọng vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Nó tác động đến hơn 100 triệu người Hồi giáo sống dưới sự cai trị của Anh ở Nam Á và Hà Lan ở Indonesia ngày nay. Ảnh hưởng của Caliph Ottoman còn có những tác động tích cực đến Hoa Kỳ. Abdul Hamid Ezai, vị sultan trị vì lâu dài cuối cuối cùng, đã thuyết phục người Hồi giáo Philippines chấp nhận quyền lực của Mỹ. Tuy nhiên, cũng có những góc nhìn khác về vị sultan này. Một số dân tộc có ký ức không mấy tốt đẹp về ông. Vì sức hút của các vị Caliph Ottoman đối với thần dân, các cường quốc châu Âu đã nỗ lực làm suy yếu vị trí này. Ít nhất là từ năm 1870, các nhà ngoại giao Anh đã cố gắng chuyển trọng tâm Hồi giáo toàn cầu từ người Thổ sang người Ả Rập. Người Hà Lan cũng cố gắng ngăn chặn người Hồi giáo của họ tôn sùng Caliph. Người Pháp thì thúc đẩy các trung tâm quyền lực tinh thần thay thế cho người Hồi giáo mà họ cai trị. Khi các lãnh đạo thế tục mới của Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ vị trí Caliph vào năm 1924, nhiệm vụ của họ đã trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì các cường quốc châu Âu đã phá hoại vị thế linh thiêng của các Caliph trong nhiều thập kỷ. Theo Lawrence, việc xóa bỏ vị trí Caliph đã tạo ra một khoảng trống. Khoảng trống này sau đó đã bị lấp đầy bởi những thế lực đen tối hơn, bao gồm cả vai trò Caliph tự xưng của Abu Bakr al-Baghdadi lãnh đạo của nhà nước hồi giáo ngay cả khi không kích động bạo lực các mạng lưới toàn cầu về chủ nghĩa cơ yếu và chủ nghĩa thanh giáo đã thay thế giọng điệu ôn hòa của các vị caliph ottoman trước đây chủ nghĩa cơ yếu nói một cách đơn giản là việc tin tưởng vào sự diễn giải nghiêm ngặt theo nghĩa đen của kinh thánh vậy đây có phải chỉ là một chi tiết lịch sử thú vị theo lawrence câu trả lời là không hồi giáo ở châu âu ngày nay không thể tách rời khỏi các quốc gia nơi hồi giáo chiếm ưu thế. Người hồi giáo ở châu Âu sẽ bị tác động bởi những ý tưởng và phong cách từ những nước này. Các chính phủ châu Âu cần hiểu rõ về ảnh hưởng này và nguy cơ của những hậu quả không mong muốn. Bằng cách ngăn chặn một luồng ảnh hưởng văn hóa hoặc thần học, họ có thể vô tình mở đường cho những luồng ảnh hưởng tồi tệ hơn. Quý vị nghĩ sao về quan điểm này? Liệu sự suy yếu của các vị caliph Ottoman có phải là một sai lầm lịch sử? Khám phá lịch sử rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo.